Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Thời sự 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cập nhật được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Huỳnh Đông vội đưa cháu bé hàng xóm đi cấp cứu, về nhà mới biết là F0. Huỳnh Đông là nam diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh được đông đảo khán giả yêu mến. Không chỉ có tài năng nghệ thuật, anh còn ghi điểm với tấm lòng nhân hậu đáng quý. Vì nhiệt tình giúp đỡ một bạn nhỏ nên Huỳnh Đông vô tình rơi vào tình huống nguy hiểm. Trên trang cá nhân, diễn viên Ái Châu, bà xã Huỳnh Đông chia sẻ câu chuyện bất ngờ mà gia đình vừa trải qua. Cô cho biết bé trai ở căn hộ kế bên bị ngất xỉu, tay chân cứng đờ khiến ông bà ngoại hoảng sợ. Huỳnh Đông thấy vậy liền chạy đi lấy chìa khóa xe, nhanh chóng đưa họ vào bệnh viện. Không ngờ được rằng cậu bé này có kết quả xét nghiệm dương tính COVID, hiện đang là F0. Rớt nước mắt, thằng nhóc căn hộ kế bên nhà tôi bị xỉu, tay chân cứng đờ, ông bà ngoại khóc quá chừng, lính quýnh. Anh Đông chạy ào ra, lấy chìa khóa xe chở họ vô bệnh viện cấp cứu. Trời này đứng đợi taxi biết tới chừng nào. Cả lầu nháo nhác vì lo cho thằng nhóc. Một hồi ông bà ngoại nhóc về, ông ngoại qua nhà đưa tôi bịch gừng xả. Đông ơi, con xong đi nhà, thằng cháu chú nó F0, dương tính rồi. Cuối cùng thì an toàn rồi, hú hồn hú vía, Ái Châu viết. Bên dưới phần bình luận, khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho việc làm tốt của Huỳnh Đông. Mọi người cũng bày tỏ nỗi lo lắng khi Huỳnh Đông tiếp xúc gần với F0, gửi lời chúc anh sẽ an toàn và khỏe mạnh. Ái Châu cũng trấn an mọi người rằng vợ chồng đã có kinh nghiệm tiếp xúc với F0 nên hiện tại giữ tinh thần lạc quan và ngày test COVID-19 để đảm bảo an toàn. Không sao cả nhà ơi, nghĩ lạc quan tích cực, cứ vài hôm test lại cho chắc ăn. Hồi đỉnh dịch ra ngoài tuyến đầu, kinh nghiệm cũng một mớ khi tiếp xúc F0, không sao.